vợ chồng Lâm Vĩ Dạ sẽ sinh thêm con sau 14 năm chung sống. Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ lên kế hoạch sinh thêm con sau 14 năm chung sống. Showbiz Việt nhiều lần khiến khán giả tiếc nuối khi có không ít cặp đôi tan vỡ sau một thời gian chung sống. Tuy vậy, vẫn có những cặp đôi bền chặt mấy chục năm, cùng vun vén tổ ấm đáng ngưỡng mộ, ví dụ như vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt. Sau 14 năm về chung một nhà, cặp đôi hiện có hai con trai đang ở độ tuổi dậy thì. Mới đây, Hứa Minh Đạt có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân liên quan chuyện sinh thêm con. Nam diễn viên chia sẻ, đặt tên cho tụi con là bánh mì và xá xị. Có ăn và có uống. Và khi tụi con đến bên đời ba thì thiệt tình ba không sợ đói không sợ khát nữa. Ba chỉ sợ thiếu một thứ đó là trách nhiệm. Không lẽ giờ dụ vợ để đứa con gái nữa đặt tên là Hứa Trách Nhiệm. Kèm theo đó, ông xã của Lâm Vĩ Dạ đăng ảnh của hai con trai là Khôi Vĩ, sinh năm 2011, và Khôi Nguyên, sinh năm 2013, ngày càng trổ mã, có ngoại hình cao ráo, điển trai. Đặc biệt, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi nghe Hứa Minh Đạt úp mở chuyện sinh thêm một bé nữa dù chia sẻ của nam diễn viên phần lớn là mang tính hài hước. Hiện tại, cả hai vợ chồng đang dành thời gian cho công việc, cùng nuôi dạy hai con khôn lớn. Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ từng học chung trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai về chung một nhà vào năm 2010. Thời điểm đó, cặp đôi chưa nổi tiếng, trải qua nhiều khó khăn về tài chính. Lâm Vĩ Dạ từng ở nhà một thời gian để chăm sóc con, trong khi đó, Hứa Minh Đạt ra ngoài bươn chải, làm đủ công việc để có tiền trang trải cuộc sống. Lúc vừa cưới xong, tôi mang bầu nhưng không có một đồng, phải ăn mì gói, cháo gói. Cha tôi hỏi sao ăn như vậy, tôi bảo do ngán nên thèm. Tôi không hề dám nói vì con không có tiền. Thời điểm đó, sân khấu Nụ Cười mới gặp biến cố khi nghệ sĩ Hữu Lộc mất. Vì thế, anh Đạt không có công việc ổn định, để có tiền mua một hộp sữa cho bà bầu là chật vật lắm. Tôi không dám đòi hỏi gì, Lâm Vĩ Dạ từng chia sẻ. Sau này, khi hai con cứng cáp hơn, Lâm Vĩ Dạ dần quay lại hoạt động nghệ thuật và được khán giả đón nhận, thường xuyên xuất hiện trong các game show truyền hình. Tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng, nữ diễn viên tâm sự.